nắng nóng như này việc gì đâu hả em ơi, click xem đêm ngày bao chuyện hương vị của game show. Bạn đang cần giải trí, okay. Không màu mè hoàng mỹ, Game Show TV mang tới phong cách hài hước rất thú vị. Chuyện kể từ nhà ra ngõ, chuyện bé cho tới chuyện nhỏ, dù kể cả chuyện mấy anh thì liền cùng nhau chém gió. Chém sóng như like, nhớ subscribe, right. Quỳnh, em phải thông cảm cho anh chứ. Thông cảm? Lúc nào anh cũng muốn em thông cảm cho anh. Thế còn em thì sao? Dù gì anh cũng chỉ là thằng đi làm hài YouTube thôi. Tiền lương của anh mua được cái nhà này tặng cho em đã là quá lắm rồi. Bây giờ em còn bắt anh mua cả ô tô nữa. Hay là anh đi ăn cướp cho em vừa lòng nhé. Nói đi nói lại, cũng chỉ vì anh không muốn mua quà cho tôi có đúng không? Thế mà ngày xưa tôi lại yêu anh, tôi trao tất cả niềm tin của tôi cho anh. Anh... À, bây giờ anh lại còn khinh không lại nói chuyện với tôi có đúng không? Được, tôi chết cho anh xem. Quỳnh! Giờ sinh tử cận kề, em mới nhận ra bao lâu nay em đã làm khổ anh quá nhiều rồi. Không, dù gì mình cũng là vợ chồng, tốt xấu thế nào đi chăng nữa anh cũng không buông tay đâu. Anh buông em ra, buông em ra, buông em ra! Trang! Tôi chết rồi, tóc của em sơ xác quá. Nắm lô cái này sẽ rụng hết mất. Ở đấy mà đòi ô tô nhé. Chúng ta bây giờ Yến ơi, vợ yêu ơi, anh về rồi đây. Ngủ sớm thế chứ nhỉ? Này, dậy đi. Vợ ơi, hey, dậy đi linh động anh cái. Ngủ say thế. Anh gọi cô nữa nha, em mà không dậy nha là anh cứ làm tới đấy. Đã thế, sleeping. Sao vợ lại nằm đấy? Chạy ra từ lúc nào đấy? Chạy ra cái gì? Bố lên, vợ nhường giường cho bố. Chứ ai để bố nằm ngủ ở sofa bây giờ? Chứ là ở trong đấy là... Là bố!
Ai? Sao bố biến thái thế? Bố là bố vợ của con, tự dưng bố lại dình con thay quần áo là thế nào? Mày mới là cái đồ biến thái ấy. Sao mày lại mặc xu chiêng của tao? Xuống đây bố xem con rể có việc gì là để bố giúp. Thôi, bố không phải làm cái gì cả, không phải động chân động tay làm cái gì cả. Cứ lên phòng khách ngồi cho con, bố cứ đi lên đi nhá. Con xong rồi con lên. Ôi thế bố mày thích lao động mà mày không cho bố mày làm à? Thôi, có cái gì đâu mà phải làm. Thế thì để bố mày bê mâm cơm mình trước. Ôi thế này bố. Ui giời ơi, vừa mới ăn dứt bồm xong để con rửa bát. Khổ qua bố ơi. Ôi giời ơi, biết ngay mà. Bố làm sao đấy? Giật điện. Tự dưng lại đi động vào nồi cơm làm cái gì? Bố làm gì đấy? Tao thổi cơm mà. Thì vợ con đâu lại không làm để cho bố làm? Vợ mày nó đi tập thể hình từ sáng rồi đã về đâu? Bố có ngửi thấy mùi gì khét khét không nhỉ? Bố ơi, như đây là bố thổi cơm hay là bố rang gạo? Ôi tôi chết rồi, tao quên tao chơi trò nước. Ôi thôi. Được rồi, bố không phải làm gì cả, để con làm. Ôi, dễ chịu quá nhỉ. Đấy rồi, bắt quả tang. Nào. Các cô, các chú ơi, thằng này nó là thằng bạn cháu, nhưng mà đây là vợ cháu của chúng nó, bây giờ chúng nó ăn nằm với nhau. Con này đi đấy. Quay. Nào, làm sao? À, bây giờ mày thế nào? Quay. Mày bây giờ mày thế nào? Mày quay cái mặt mày ra đây. Con này đi chứ. Nào. Bây giờ mày là bạn tao, bây giờ mày ngủ vợ tao đúng không? À, mày đứng ra đây. Đi ra đây. Nào, quay cái mặt mày ra đây. Nào, bây giờ mày định thế nào? Hả? Nào, con này đi ra. Này, nhìn mặt mày này, này nhìn thấy chưa? Nào. Thế nào, bây giờ mày định thế nào? Mày nói đi. Nhìn thẳng vào ống kính nói đi. Mày nghĩ lại mày đi. Mày phải như thế nào thì vợ mày ngoại tình nhá. Mày nói gì thế ạ? Tao... Mày bỏ ra, mày bỏ ra. Mày gì vậy? Mày bỏ ra. Mày gì vậy? Tiếp đi lấy nước đi anh. Lấy nước.
Ông mới lên, vợ là nhường phòng cho ông, ai để ông nằm ngoài sofa bao giờ. Thế là ở trong đấy là... Không. Bố mới ở quê lên, cho nên là em phải nhường giường cho bố. Chứ ai lại để bố nằm ngoài sofa thế này. Mày bỏ ra. Yeah.